này thiện hiện thế nào là đại bồ tát tu tùy niệm xả này thiện hiện đại bồ tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa vì sức phương tiện lấy vô tánh làm tự tánh nên tu tùy niệm xả hoặc xả tài hoặc xả pháp đều chẳng khỏi tâm là ta cho ta chẳng cho ta xả ta chẳng xả hoặc xả chi tiết của thân phần cũng chẳng khỏi tâm là ta cho ta chẳng cho ta xả ta chẳng xả cũng chẳng tư duy vật đã xả đã cho và phước của xả cho đó vì sao này thiện hiện vì các pháp như thế đều không có tự tánh nếu pháp không có tự tánh thì không có sở hữu nếu không có sở hữu thì không thể nhớ nghĩ vì sao này thiện hiện vì nếu không nhớ nghĩ không tư duy thì đó là tùy niệm xả này thiện hiện đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tu tùy niệm xả như thế. Nếu tu tùy niệm xả như thế thì đó là đại Bồ Tát làm việc theo thứ bậc, tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy khi làm việc theo thứ bậc, tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc như thế, thì có thể viên mãn bốn niệm trụ, cũng có thể viên mãn bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể viên mãn pháp môn giải thoát không, cũng có thể viên mãn pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Có thể viên mãn bốn tịnh lự, cũng có thể viên mãn bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có thể viên mãn tám giải thoát, cũng có thể viên mãn tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, có thể viên mãn tất cả pháp môn tam ma địa, cũng có thể viên mãn tất cả pháp môn đà la ni, có thể viên mãn bố thí ba la mật đa, cũng có thể viên mãn tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh tự, bát nhã ba la mật đa, có thể viên mãn pháp không nội cũng có thể viên mãn pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh có thể viên mãn trơn như cũng có thể viên mãn pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ có thể viên mãn năm loại mắt cũng có thể viên mãn sáu phép thần thông có thể viên mãn mười lực phật cũng có thể viên mãn bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng có thể viên mãn đại từ cũng có thể viên mãn đại bi đại hỷ đại xả có có thể viên mãn pháp không quên mất, cũng có thể viên mãn tánh luôn luôn xả, có thể viên mãn trí nhất thiết, cũng có thể viên mãn trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, do đó chứng đắc trí nhất thiết trí.